Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Phán Mì Ly Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và video ngày hôm nay, Haley xin được gửi đến quý vị một câu chuyện qua cuộc đời của một người phụ nữ mà hiện tại chị đang có cuộc sống Mỹ gần 40 năm. Kết nối với Haley, chị ấy mong muốn được tâm sự, mong muốn được chia sẻ và thật sự chị mong muốn kể ra câu chuyện về cuộc hôn nhân của mình để đây cũng là kinh nghiệm sống gửi đến tất cả chị em. Chị biết, ở xã hội này, nó đã và đang xảy ra rất nhiều giống như tình huống của chị đang mắc phải, nhưng nó không may lại vướng vào cuộc đời của mình. Người ta nói đúng là hồng nhan bạc phận là có thật quý vị ạ. Chị ấy rất đẹp, nhưng cuộc đời của chị ấy ở cuộc tình không mấy suôn sẻ. Hạnh phúc trọn vẹn với chồng tính tới thời điểm này đúng 21 năm trong cuộc hôn nhân. Nhưng nếu tính đi tính lại về cuộc hôn nhân chị được hạnh phúc thì đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì mười mấy năm mang tiếng hạnh phúc, nhưng tất cả là từ chị bảo bọc và lo lắng cho chồng. Chồng chị là một người rất mê cờ bạc, đã dậy còn rượu chè. Gần 4 năm nay, anh ấy lại vướng vào gái gú. Nhưng cái đau của chị ở đây không có tiếng nói là bởi vì cái người mà anh ấy đang ngoại tình chính là cái người bạn mà chị ấy nói chơi với nhau gần 4 năm nay. Tất cả mọi thứ mình luôn giúp đỡ bạn ấy. Mình coi bạn ấy như chị em trong nhà. Để rồi cuối cùng lợi dụng vào lòng tốt của mình, em ấy lấy luôn chồng mình. Trong cái khoảng thời gian mà ngoại tình đê mê thì anh chồng coi như không nghe lời vợ nữa, mà tất cả mọi thứ, cái đúng luôn thuộc về cái người thứ ba. Chị kể cho Haley nghe trong nước mắt mà Haley truyền lại, có những cái Haley phải kiếp lại không thể nói hết được vì thời gian cho phép. Kính mong quý vị xem hết coi cuộc đời của chị đau khổ như thế nào, để rồi ngày hôm nay đi tìm đến mình để mong muốn được tâm sự. Thì quý vị ơi, đúng là ở mỗi con người mang một cái số phận và một cuộc đời khác nhau. Cuộc đời của Haley cũng vậy, cuộc đời của chị kia cũng vậy, của em nọ cũng vậy. Thì chính cuộc đời trong câu chuyện ngày hôm nay cũng như vậy quý vị ạ. Ai rồi cũng có nỗi lòng. Chị kể như thế này. Chị được theo gia đình đến Mỹ, thời lúc đó chị mới 7 tuổi thôi. Rồi chị được ăn học, được giáo dục, được dạy dỗ trong một gia đình thật sự gia giáo và nề nếp. Cho nên tất cả những người con trong gia đình, tất cả những anh chị em của chị là những người thật sự sống rất đàng hoàng. Có ăn có học, làm việc tử tế. Không ai có thể bậy bạ hoặc này nọ kia hết. Thì chính bản thân chị cũng được thuần hóa và giáo dục theo cái nền giáo dục của cha mẹ. Thì khi chị mười mấy tuổi làm lỡ và yêu một người, quen một người không có tình yêu, cũng có tổ chức kết hôn đàng hoàng, rồi cuối cùng một sinh linh đầu đời chào đời ở cách đây hơn 22 năm về trước. Rồi thì cuộc sống hạnh phúc không được, chỉ vài năm sau chị và anh chồng tan vỡ. Từ đó một mình nuôi con. Cũng mấy năm sau chị mới kết duyên được với anh chồng hiện tại mà chung sống đến nay gần 21 năm đó quý vị. Thì chị kể như thế này. Khi mà kết hôn với anh chồng thứ hai, thực sự ra ở bước ban đầu nó cũng chung chuyên lắm. Nhưng mà vì cái sự cố gắng, học hỏi và quyết đoán trong cuộc đời của mình, chị và anh nắm tay nhau để lập nghiệp. Thì khi chị đã có đầy và đủ tất cả mọi thứ thì tất cả mọi người đều có cái sự tôn trọng mình. Từ đó chị và chồng nắm tay nhau tiếp tục cho ra đời thêm hai người con gái. Tức là chị có tới ba người con ở hai đời chồng. Cái người chồng thứ hai là cái người mà chị yêu thương, tin tưởng và đặt hết tất cả mọi thứ cho cái cuộc tình này. Vì chị nghĩ đây là gia đình và đây là tất cả mọi thứ mà chị hiện hữu và có trên cõi đời này. Thì khi mà hạnh phúc viên mãn, tại sao chị lại nói là nếu mà nói về thỏa mãn thì đếm trên đầu ngón tay là như vậy nè quý vị. Chị bao bọc hết tất cả mọi thứ cho anh. Chị làm rất nhiều, anh ấy cũng làm đó. Nhưng mà cái thu nhập và cái tất cả
mọi thứ giống như chị là người làm hết tất cả. Có những lần chị cãi vã anh, cãi vã vợ chồng mà, cũng có những đôi lúc cãi vã. Thì nếu so ra, công cán của chị nhiều hơn, nhưng vợ chồng chị không nề hà đến vấn đề đó. 18 năm hạnh phúc là chị kể. Hạnh phúc ở đây không có nghĩa là chị được hưởng tất cả hạnh phúc từ chồng, mà hạnh phúc ở đây là chị tin tưởng tuyệt đối về tình yêu một vợ một chồng với anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Nhưng không có nghĩa là chị không buồn, không đau khổ. Anh ấy thường xuyên đi đánh bài, bạc, thường xuyên nhậu nhẹt. Chị là người nay lân ra trả nợ cho anh ấy biết bao nhiêu lần ở mười mấy năm. Sau này chị thấy là thôi, mình cứ ăn rồi làm rồi trả nợ cho anh ấy, và anh ấy cứ ỷ lại vào cái thu nhập của mình. Anh nghĩ chắc có lẽ là chị có nhiều tiền lắm, cho nên chị nói thôi, đã là vợ chồng, chúng ta có cơ sở làm ăn, anh chị có một cái tiệm nail mười mấy năm rồi. Thì chị mới nói là thôi, chị giao hết tất cả mọi thứ cho anh để quản lý, coi như thu chia, thu và chi, trả bill, trả bọng, nhà cửa, tất cả mọi thứ là chị để cho anh đứng tên, chị để cho anh chủ động, chị để cho anh tất cả mọi thứ để anh có thể chi tiêu và lo lắng và chi phí trong gia đình. Vì chị nói chị muốn làm như vậy để cho anh thấy rằng là cái thu nhập của mình nhiêu đó chỉ đủ để lo cho cuộc sống gia đình và bill bọng nhà cửa tiệm tùng này thôi. Thì anh bớt chơi lại, khi không có tiền anh sẽ bớt chơi lại. Nhưng không ngờ thu nhập bao nhiêu, rồi có bao nhiêu, anh chi, anh trả, anh làm đủ thứ, tất cả mọi thứ, rồi anh đi vay, đi nợ tiền để anh chơi cờ bạc. Chị nói ra điều này, Haley đừng có cười chị. Là một chủ tiệm nail, nhưng trong tài khoản của chị không có tới 200 đồng. Tiền xe của chị đang chạy mà phải nợ đến tận 2 tháng. Thì phải biết rằng là chồng chị quản lý kinh tế có tốt hay không, chị biết anh ấy đi chơi rất nhiều. Chị thường xuyên nai rưng ra làm để trả nợ, nhưng chị không nề hà vấn đề đó. Vì chị yêu chồng và chồng chị cũng tin chị tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu như anh không phản bội tôi trong tình yêu, thì tôi sẵn sàng có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ cái gia đình này và chăm sóc cho anh. Đó là một người phụ nữ có ăn có học có bản lãnh, người ta mới có thể là xử lý tình huống trong cuộc hôn nhân của mình. Người ta không phàn nàn về bất cứ một thứ gì, mặc dù biết chồng mình là gây nợ. Đó. Thì mãi cho đến sau này là gần 4 năm về trước, cái cơ duyên mà quen được cái người phụ nữ mà cô ấy gọi là ăn cắp chồng của chị đó, thì là như vậy. Cái cô mà ảnh ấy quen, cái cô bạn đó mà ảnh ấy ngoại tình đó, thật sự ra cô ấy làm nghề bán quán bar ở bên Việt Nam. Thì chính cổ kể cho vợ chồng của chị này biết về cái lai lịch của cổ bên Việt Nam đó nha. Thì cổ là gái bán quán bar trong Việt Nam. Thì cái anh chồng của cổ là Việt Kiều Mỹ, nói bằng cổ chứ nếu tính tuổi ra cổ ấy bằng tuổi Haley. Thì anh chồng Việt Kiều hơn cổ, hơn tuổi cổ rất nhiều, về Việt Nam chơi và đi vô quán bar đó thì mới quen cổ. Rồi quen yêu đương hẹn hò làm sao đó thì anh Việt Kiều này mới về Việt Nam cưới cổ qua đây. Thì khi cổ qua đây rồi thì hai vợ chồng mới vô trong một cái tiệm chị gái của cái chị này để xin làm nail. Thì từ đó họ mới kết nối và quen biết nhau. Khi quen biết nhau thì tiệm nail thường mà thường tổ chức tiệc tùng thì hay hú hí qua chơi. Thì khi qua chơi thì mới biết nhau và từ đó mới trở thành bạn với nhau. Thì bao nhiêu cái khó khăn và bao nhiêu cái cần giúp đỡ về những cái hiểu biết về luật pháp, điền giấy tờ, được này được kia, được hưởng lợi thế này thế kia, thì nhờ tất cả vào chị này để chị này hướng dẫn và giúp đỡ hết. Khi họ có những cái mà họ muốn có rồi đó, thì dần dần họ giống như chơi, thì như chị cũng nói rằng là quen chơi, thân, coi nhau như chị em vậy. Rồi tới cái mùa dịch xảy ra, coi như là không có việc làm, thì chính chị này cũng apply xin hỗ trợ cái này cái kia cho cả hai vợ chồng.
rồi không có cơm ăn, thiếu thức ăn gì đó, qua nhà chị này chơi, coi như chị này lo ăn uống tất cả đầy đủ từ chồng vợ đến con cái. Rồi cuối cùng nó ăn luôn chồng của mình. Đau không? Đau chứ. Đau chứ. Đau là vì nếu chồng mình thiếu thốn tình cảm, tình dục, tình yêu thương trong gia đình với vợ, chồng đi ra ngoài có thể ăn bánh trả tiền, có thể chơi bời hưởng một cái cảm giác lạ, thì đối với chị, đây là mình có lỗi. Lỗi là mình không chăm sóc mình thật kỹ. Nhưng không, ở đây chị nói vợ chồng của chị rất là bình thường. Và quan hệ ở mỗi tuần đó, chị nói từ 4 đến 5 lần, mà mỗi lần như vậy là đều double không. Là tức là chị chiều chồng, chị thương chồng, chị lúc nào cũng để cho chồng no ấm, chứ không bao giờ để cho chồng thiếu thốn về chuyện đó. Thì không có lý do gì chồng chị đi ngoại tình bên ngoài. Thì lý do tại sao mà lại dính với cái cô đó, trong khi đó họ chơi chung với nhau, cả vợ cả chồng đều biết nhau. Thì như vậy chị nói, chị khi mà chị phát hiện ra được cái điều này thì họ đã từng quan hệ với nhau nhiều lần và lâu lắm rồi. Khi chị đọc được tin nhắn từ trong điện thoại của chồng thì mới hỏi ôi và giật mình. Họ đã quan hệ rồi và họ đã làm những cái chuyện đồi bại đó rồi. Và chị nói chuyện với chồng, tha thứ hết tất cả. Tha thứ ở đây có nghĩa là chị cần chồng cho mình, chị cần cha cho con, chị cần giữ lại cái gia đình này. Chứ không phải chị tha thứ là chị yếu hèn trong cái trường tình đâu. Và chị có nói với chồng, nếu như mà anh muốn để những cái chuyện đó êm đẹp thì hãy chấm dứt ngay với cái người phụ nữ kia. Nhưng cũng rất nhiều lần anh ấy hứa hẹn là sẽ không liên quan, liên lạc hay không quan hệ gì hết. Thì chị này rất tin chồng. Tin ở đây có nghĩa là tôi tin anh ngay từ cái khoảnh khắc này, anh hứa anh thề thốt với tôi. Nhưng không có nghĩa là tôi tin anh về những cái chuyện về sau. Thì có một lần chị nói đau lắm, đau như thế này nè. Chị phải đưa mẹ chị của chị và chị đưa mẹ về Việt Nam để thăm một bà dì ở bên Việt Nam, bà dì sắp mất, để mẹ được thăm nom chị em của mẹ lần cuối. Thì khi về ở sân bay đó quý vị, chị này biết là nếu như không có chị thì anh ấy sẽ liên lạc với con nhỏ kia và tụi nó sẽ làm những cái chuyện đó. Thì chị nói chị đã tới sân bay, chị ôm ảnh và chị thầm thì với ảnh rồi: đừng để em đau, đừng để em khổ, em đã chịu đựng đau khổ quá nhiều rồi. Thì ảnh nói, ảnh hứa và ảnh có hôn chị và chị cũng hôn ảnh. Rồi chị nói cái khoảnh khắc mà chị bước vô sân bay check in luôn rồi đó, nhưng mà khi quay ra vẫn thấy chồng mình vừa bước ra thì chị vội vàng buông bỏ hết tất cả, chạy ra một cái mạch ôm anh, ôm anh để thì thầm vào tai anh những câu từ mà chị gửi gắm. Tức là thương em, đừng làm em tổn thương, đừng làm em đau khổ nha, anh hứa với em đi, đừng gì hết nha. Ảnh ôm chị và hứa với chị tất cả mọi thứ. Chị nói cái khoảnh khắc đó nó xảy ra, chị vừa vui nhưng mà vừa lo, biết rằng là không có chị, nó 100% tụi nó sẽ ấy với nhau. Thì khi mà chị nói là chị lên trên sân bay quá cảnh ở một nơi nào đó, rồi chị nhắn tin tha thiết với ảnh, rồi đấy là ảnh cũng hứa hẹn với chị. Nhưng không ngờ là như vậy, khi ở bên Việt Nam là mình trái múi giờ ở đây. Ví dụ như 7 giờ sáng Việt Nam thì 7 giờ tối đây, 8 giờ sáng Việt Nam thì 8 giờ tối ở đây. Thì cứ nói chuyện với chị xong cúp máy là ảnh lại đi hẹn hò cô kia, đi chơi bời. Mà có khi họ hẹn hò ở ngoài công viên và họ quan hệ với nhau ở ngoài công viên luôn. Là vì chị đọc được một cái tin nhắn là: ờ, anh đi ra chỗ công viên mà hồi trước tụi mình có quan hệ ở trong xe đó, anh đi ra chỗ đó đi rồi em chạy ra. Đó. Rồi thì cũng có nhiều lần ảnh nhắn tin mà chính chị ấy cũng đưa nhật ký tin nhắn cho Haley đọc. Trong những cái dòng tin nhắn đó, anh cũng có nói là: ờ, anh rất thích thích như thế này, anh rất muốn được làm tình với em, bây giờ gặp em nhau như thế này. Thì trong những cái nhật ký trò chuyện đó thì cô này, cô đã gửi rất nhiều hình ảnh khỏa thân, không mảnh vải cũng có nửa trên nửa dưới cũng có, ta nói là hở hở ấp ấp mở mở cũng có.
thì họ đã thường xuyên nhắn tin và trao đổi với nhau những cái hình ảnh như vậy. Chị ấy là người thấy đó là những lần mà chị ấy bắt quả tang, và chị ấy đã nhìn thấy rõ ràng ràng và chị ấy đã có chứng cứ. Ta nói chồng không thể nào chối cãi được. Và khi có một lần chị ấy nói là, chị kể ra đây, đây là cái câu chuyện mà chị chứng kiến ở đây, không phải nói là chị đọc được tin nhắn từ chồng chị hay gì. Chị chứng kiến rằng là hôm đó có một bữa tiệc hát karaoke. Chồng chị thích hát karaoke và con nhỏ đó cũng thích hát, thì tập trung đến nhà một cái người bạn kia chơi. Thì cái người bạn đó có ông chồng là người Mỹ. Ông chồng người Mỹ 84 tuổi rồi, mà không biết cái mối quan hệ của họ như thế nào, mà cái người vợ của ông chồng Mỹ đó nhìn thấy cái con nhỏ đó leo lên người ông chồng Mỹ của mình, ôm nhau hung chùng chục như vậy. Đó, thì chỉ mới chỉ cho chồng của chị thấy. Đó, anh thấy không? Người ta già 84 tuổi mà nó vẫn không tha. Thì ông chồng chị nói, ô chuyện kệ nó, không để ý, không quan tâm. Đó, thì chị nói là nó rất nhiều lần xảy ra, mà trong nhật ký đó là chồng chị và nó nói chuyện với nhau trên cái mức trò chuyện về dục vọng không à. Rồi có một lần chị nhắn tin nói chuyện với nó thì nó lại nhắn ngược lại với những cái lời đe dọa và thách thức. Nó nói muốn biết là tụi nó chơi với nhau mấy lần rồi không? Nó nói là có muốn biết là chỗ nào tụi nó đã từng chơi rồi không? Quý vị thấy khốn nạn cho cuộc đời của một người phụ nữ không? Ta nói trên đời này, mà nhất là những cái chuyện đó, thì ở đây chúng ta không đổ thừa là đàn ông làm khổ phụ nữ, mà chính là những người phụ nữ đang làm khổ phụ nữ, chính người phụ nữ đang làm đau phụ nữ. Tại sao vậy? Và chị nói là kinh tế trong gia đình của chị là ảnh có lẽ con này dụ ảnh một số tiền không nhỏ, cho nên nó mới thiếu hụt như vậy. Và từ những món quà mà chị biết là mỗi lần mà nó khoe ở trên Facebook, đó là từ tiền của chồng chị. Và chị nói bản thân chị được nhận hoa từ chồng từ năm, cái lần cuối cùng là từ năm 2008 tới bây giờ là 15 năm. Cũng có một đôi lần chị nhìn thấy hoa trong nhà, nhưng thật sự ra khi biết nguồn gốc, nó không phải từ tấm lòng của chồng mua cho, mà từ các con của mình mua tặng bằng tiền của ổng mà thôi. Chị nói đau lắm chứ, buồn lắm chứ, tủi lắm chứ, nhưng chị lại nhún nhường cho qua những cái phút ban đầu khi biết chồng mình ngoại tình. Bởi vì chị cần giữ lại cái gia đình này, chị yêu anh ấy. Tới khoảnh khắc bây giờ khi kể cho Hailey nghe, chị ấy cũng nói chị rất yêu anh ấy. Yêu mà người ta lại chà đạp cái tình yêu và cái danh dự của mình. Yêu mà người ta không tôn trọng cái người vợ của mình. Thì đây có được gọi là tình yêu không? Hay là đây là cái khoảnh khắc ở cái thời gian chịu đựng trong cuộc sống hôn nhân? Hailey không thể hiểu được rằng là với mình hoặc là một người phụ nữ nào khác, khi biết chồng mình ngoại tình với cái người bạn thì dứt khoát mình phải cho nó rõ ràng. Còn đằng này, nó hết lần này đến lần khác, hết lần khác đến lần nọ, và chính cái con nhỏ đó nó đang chung sống với chồng mà nó còn làm những cái chuyện mà ô uế như vậy. Thì khi Hailey hỏi, chị có nghĩ rằng là chồng của nó có biết nó quen chồng chị không? Thì chị nói chắc chắn là chồng nó biết. Vì bản thân chồng nó với nó là dân cờ bạc, mà chồng nó đã từng cho nó đi ngủ với người khác để lấy tiền trả tiền cờ bạc. Thì khi quen chồng chị chắc chắn là cũng vì tiền. Cho nên chị biết là chồng nó sẽ biết. Hailey hỏi lý do tại sao chị lại tìm đến kênh của Hailey để chị chia sẻ ra câu chuyện của chị. Mà trước khi chị gọi cho Hailey, chị em có cuộc trò chuyện, thì chị đã nhắn tin cho Hailey như thế này. Chị có một cái tâm sự, cái nỗi đau trong cái cuộc hôn nhân của chị mà chị không thể nào tâm sự và chia sẻ cho bất cứ ai, kể cả gia đình và chị em bạn bè. Cho nên chị muốn được tâm sự và chia sẻ với Hailey. Thì khi nghe và đọc những cái dòng tin nhắn đó, Hailey không thể kềm lại được để có một cái cuộc hẹn xa hơn.
mà chị em lại lằng quằng với nhau tới hôm nay 2-3 ngày mới được trò chuyện với nhau. Thì khi kể ra hết tất cả thì Haley có hỏi với chị là: rồi thì bây giờ chồng chị như thế nào và con chị ra làm sao? Thì chị nói chồng chị vẫn cứ như vậy. Cái lần gần nhất mà chị đau nhất là cái lần Valentine vừa rồi. Anh ấy ra ngoài cái chợ qua mạc mua một cái bó bông về để trên bàn. Cái bó bông đó vẫn còn nằm luôn trong cái bọc ở cái chợ, chứ ảnh chưa có đưa cái bó bông ra ngoài để một cái nơi tử tế. Thì cái bó bông đó là cái bó bông tặng cho chị trong mùa Valentine đó. Còn chị kể sâu hơn về cái vấn đề tại sao mà chị lại so sánh về cái bó bông nè. Nếu như đó là tấm lòng của chị, của chồng, chỉ một cái cành hoa duy nhất là mình cảm thấy tình yêu của chồng dành cho mình trân trọng biết chừng nào ở cái ngày Valentine. Mà nó đặc biệt ở cái chi tiết này như thế này. Buổi sáng đó chị ở trên lầu vừa đi xuống để chuẩn bị đi làm, thì con gái của chị kịp tới giờ để đến trường. Thì lúc đó lằng nhằng lằng quằng cái gì đó thì ổng không có ấy kịp, thì con gái nó mới kêu má mi chở nó đi học. Chị vội vàng chạy xuống thì chị chụp lấy cái chùm chìa khóa, nhưng chị không nghĩ là chị đang chụp cái chùm chìa khóa của ổng. Thì ra tới xe rồi chị mới nói: ô, chìa khóa của ổng, thì thôi nhảy lên xe ổng đi luôn vì con gái sợ nó trễ học. Thì khi lên xe của ổng đưa con đi học tới trường, thì khi mà chị tò mò về những thứ gì trong xe của ảnh, chị nói là nó không phải là cái sự tò mò mà nó là một cái linh tính như thế nào đó, thì chị mới mở một cái hộp mà ở đây gọi là bread arm, là cái hộp mà mình gác cái tay lên để mình lái xe cho nó thoải mái đó. Thì vô tình chị dở cái hộp đó lên thì chị thấy một cái chai nước hoa. Và chị vội vàng lấy cái điện thoại chụp hình liền cái chai nước hoa đó và đinh ninh trong lòng rằng là chắc có lẽ ảnh muốn tạo bất ngờ cho mình, ảnh muốn tặng cho mình chai nước hoa đó. Vì cái thời gian này nó xảy ra biết bao nhiêu chuyện buồn rồi, chắc có lẽ ảnh muốn surprise mình, ảnh muốn tạo bất ngờ cho mình. Thì chị cũng đinh ninh như vậy. Đến chiều, chị vẫn không thấy ảnh đem cái chai nước hoa tặng cho mình. Hai người vẫn làm ngoài tiệm đó. Thì chị có hỏi, chị có nhắc là hồi sáng chị vô tình thấy được chai nước hoa như vậy, thì anh đem chai nước hoa đó anh tặng cho ai? Hay là chị hỏi cái câu là anh tặng cho em hả gì đó. Thì ảnh mới nói xạo với chị một cái câu như thế này là: anh mua tặng cho em, nhưng mà anh biết là em không có thích cái mùi đó cho nên anh đi trả rồi. Thì chị mới nói là bất cứ cái mùi gì em cũng xài hết, nếu như mà anh tặng em cũng xài hết thì không lý do gì anh đi trả. Nhưng chị biết là ảnh không trả mà ảnh đi tặng cho cái con bồ đó, cái con mà ổng ngoại tình đó, vì chị đã thấy nó chia sẻ trên Facebook cái chai nước hoa đó rồi. Thì chị mới hỏi lại, thì ảnh mới nói xạo thêm một câu là: anh mua cho anh nhưng mà anh không thích cái mùi đó anh đi trả rồi. Chị mới nói không, không phải. Cái đó nước hoa của nữ mà anh mua cho anh, cái gì anh nói xạo không có cơ sở. Cái chai nước hoa đó tôi thấy nó nằm nhà bên nhà con kia, nó vừa đăng lên Facebook kìa. Thì chị, tại chị có chụp hình và lưu lại mà. Thì lúc này ảnh mới kiếm chuyện nói chị thế này thế kia thế nọ vì chai nước hoa mà chị làm như vậy. Đối với chị, nó không phải là một chai nước hoa. Chị nói, ở cái tuổi 25 mà chị đã tạo ra được 2 căn nhà, thì với chị kinh tế rất giỏi. Và cái tiệm của chị mở ra 10 mấy năm nay, nó trụ vững và đủ income tới ngày hôm nay là chị không phải chuyện đơn giản. Nhưng tin chồng cho nên mới giao hết tất cả mọi cái chi tiêu và thu chi cho chồng, thì nó mới thất bại như ngày hôm nay. Đó, thì đối với chị vật chất nó không là gì hết. Nhưng ở đây chị cần là chị cần tình yêu thương từ chồng, chứ không phải là vật chất. Nhưng nếu như chị là một người phụ nữ cương trực, mạnh mẽ, thì chị đã chấm dứt cái cuộc hôn nhân này ngay từ lúc mà chị biết ổng ngoại tình với cái người phụ nữ kia. Ở đây là một cái câu chuyện thật sự rất đau, đau cho người phụ nữ. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc hôn nhân thì người đau khổ nhất vẫn là người phụ nữ, quý vị ạ. Haley nghe chị ấy tâm sự kể trong nước mắt mà chính bản thân Haley cũng muốn rơi lệ, là vì đâu đó chúng ta cùng là phụ nữ, ai rồi cũng có một cái số phận. Thì khi mà Haley nghe, Haley nghẹn lại và giống như kềm lại, vì bản thân Haley phải mạnh mẽ để lắng nghe hết cái cảm xúc
của người ta tâm sự, vì đâu đó Haley cũng quen dần rồi. Lúc đầu mà mới kết nối với một hai chị, một hai cô đầu tiên thì Haley khóc theo họ. Sau này có những câu chuyện đau thương quá Haley cũng khóc theo họ. Nhưng mà sau này từ từ Haley mới rút ra được cái kinh nghiệm là mình là cái người họ tin tưởng để trao cái cảm xúc cho mình, thì mình không được mềm yếu giống họ, mình không được coi như là xô cái cảm xúc của mình ra. Thì chính vì vậy cho nên Haley phải mạnh mẽ để cùng nghe chị kể. Thì thật sự rất đau. Không có bất cứ chuyện gì đau bằng cái sự đau ở người chồng ngoại tình hết. Mà ngoại tình ngay trong cái khoảnh khắc mà mình biết, mình nắm rõ hết tất cả mọi thứ. Chị nói trong cái chuyện mà trên giường với chồng, chị rất là tuyệt vời. Chị chiều ảnh hết từ A đến Z. Cho dù chị là người Việt Nam, chị đang sống theo cái văn hóa con người Việt Nam, nhưng chị cái gì hướng được ở nước ngoài thì chị vẫn hướng. Ví dụ như trong cái chuyện tình dục, chị rất hướng ngoại. Chị rất muốn chiều chồng chị để cả hai cùng thỏa mãn, cả hai cùng hạnh phúc trong những cuộc yêu. Vì đây là vợ chồng, vì chúng ta là hôn nhân. Cho nên chồng chị rất thỏa mãn với chị. Nhưng kể từ khi cái con nhỏ đó nó xuất hiện thì chị mới thấy là như đó nó không đủ với chồng. Và có nhiều lần chị nói với chồng như thế này: em đâu có để cho anh đói khát mà anh phải thèm thuồng, mà anh phải như vậy. Anh không trả lời. Mà bản thân chị cũng thừa nhận là chị không để cho chồng chị thiếu thốn và đói khát cái chuyện đó. Thì lý do gì chồng chị phản bội? Có phải là cái con nhỏ đó nó dụ dỗ chồng chị hay không? Nó biết chồng chị chủ tiệm nail, nó biết chồng chị có tiền, nó biết chồng chị đang quản lý về kinh tế, chi tiêu trong gia đình, cho nên nó dụ dỗ chồng chị hay không? Cũng có đó chứ. Vì nó mạnh dạn với đàn ông, nó đến với ông nào nó cũng xà vào, nó có thể ôm, nó có thể hôn bình thường trước mặt chồng nó mà. Thì đối với những người phụ nữ đã từng làm cái nghề đó rồi thì nó rất dạn với đàn ông. Nó không có phải như mình e lệ sợ sệt đâu ra đó, chồng ai là chồng ai, chơi là chơi, vui là vui, nhưng đừng vui quá. Nhưng cái con này nó lại vô liêm sỉ, nó mất nhân tính đến cái mức như thế này thì có phải nó dụ chồng mình hay không? Thì trong đây, ở đây mình không thể nói cái từ dụ hay không được. Cho dù chồng mình có là cái gì đi chăng nữa, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Ví dụ như anh vui, anh chơi thỏa thích, nhưng chơi thôi, vui thôi, đừng vui quá. Vui xuân đừng bao giờ quên nhiệm vụ. Nhưng anh này vui là vui banh nóc, thành ra nó mới dẫn đến những cái chuyện như thế này. Thì bây giờ trong cái cuộc hôn nhân của chị đã đau khổ, coi như là chị nói 3 năm nay, chị không thể nào mà chị ấy lên được, giấu và cố gắng chịu đựng. Bây giờ gần 4 năm, khoảng thời gian này chị quyết định là nói với anh về cái vấn đề chúng ta phải dừng lại cuộc hôn nhân này. Đau lắm chứ, thắt từng đoạn ruột để có thể nói ra với chồng những cái câu từ như vậy. Vì chị không bao giờ muốn các con của chị bị tổn thương. Chính chị là người đã giúp, đã dạy, đã nuôi các con cho tới ngày hôm nay thì không phải là cái chuyện đơn giản. Nếu như một người không có ăn học thì không thể giúp con mình phát triển trong cái trường học như vậy đâu. Tức là trong cái trường đời học vấn con chị rất giỏi, cũng chính vì nhờ chị thì dạy dỗ con mình, về nhà kèm giúp con mình học hành, thì một tay chị hết, anh chồng không có biết cái gì. Cho nên là khi nói ra cái điều mà mình phải chấm dứt cuộc hôn nhân này, chính chị là người đau, đau nhất, đau thắt quặn từng ruột gan. Thì Haley hỏi tiếp, anh trả lời như thế nào khi chị nói ra những điều như vậy? Thì chị nói, anh nói là ok, muốn làm gì làm. Đụng tới tài sản thì chị mong muốn được giữ lại, chị sẽ thối ngược lại cho ảnh để ảnh đi ra. Còn chị giữ lại để vừa có chỗ ở cho con và vừa có cơ sở làm để nuôi con. Thì ảnh không chịu, ảnh đòi bán hết rồi chia. Thì hiện tại nó đang trong một cái lẫn quẩn như vậy, chị chưa thể dứt khoát và chị nói sẽ sớm thôi. Ở đây Haley không ủng hộ
là chị phải từ bỏ cái mối quan hệ này. Nhưng Haley hiểu được cái mức độ ở cái nỗi đau mà chị phải gánh chịu. Nhiều khi dứt ra nó cái giải thoát trong cuộc đời của mình. Nhưng nếu như hàn gắn lại, liệu mình có được hạnh phúc hay không? Thì khi chị kể về vấn đề mười mấy năm chung sống hạnh phúc viên mãn mà nói tính ra đếm trên đầu ngón tay, vì tất cả thời gian làm việc là chỉ để dành trả nợ cho ảnh, thì coi như đến với ảnh đó là cái duyên và cái nợ. Thì tới thời điểm bây giờ chị cũng đủ thời gian để trả nợ hết cho ảnh rồi, thì chắc có lẽ cái duyên nó cũng từ từ hết. Bởi vì khi mà nó hết duyên thì nó đẩy đẩy cho con người ta đến một cái vấn đề nào đó. Bằng chứng là chắc nó xui khiến chồng chị phải đi ngoại tình, chồng chị phải làm như vậy để cuộc tình của chị nó mới cắt đứt. Thì Haley không dám khuyên chị là dừng lại hay bước tới, mà chị phải đo độ được cái mức độ tình yêu tình cảm của chị dành cho gia đình và dành cho chồng, và chồng chị cũng ngược lại. Ở đây trong cuộc hôn nhân cả hai người cùng phải đồng hành và cố gắng, chứ ở đây không nói là một người níu kéo và một người buông tay thì cũng sẽ không bao giờ trở thành là một gia đình. Cho nên kể ra đây để làm kinh nghiệm cho tất cả quý chị em rằng là chơi thì chơi, bạn thì bạn, thân thì thân, nhưng nó phải dừng lại ở một cái mức độ nào đó thôi. Đừng có để mà thân quá, coi nhau như chị em, giúp đỡ cho họ những lúc khó khăn, bao cho họ ăn hết tất cả những lúc mà họ không có một đồng bạc họ sống. Thì khi họ ăn của mình no đủ rồi, họ quay qua họ ăn thịt luôn chồng mình, ăn thịt luôn vợ mình. Ở đây chúng ta nói mình có thể giúp, mình có thể cho bằng những cái tấm lòng nhân đạo của mình. Nhưng trong cuộc đời và ở con người của mình, đôi khi cũng phải có một cái sự ích kỷ. Ích kỷ để chúng ta bảo vệ gia đình của chúng ta. Ích kỷ ở chúng đây không phải chúng ta có ăn, có miếng ăn là chúng ta lại không san sẻ, thì không phải. Ích kỷ để gìn giữ lại cái người chồng, người vợ. Ích kỷ để gìn giữ được cái hạnh phúc gia đình của mình. Thì đây là một người phụ nữ, ta nói là khổ, chị khổ, mà chị nói là trong nhà chị đông anh em, nhưng chị là người đẹp gái nhất, được gái nhất. Nhưng mà hồng nhan nó bạc phận đó em à. Vì những người kia, anh chị của chị rất hạnh phúc. Chị nhìn các em trai của chị mà nó hạnh phúc với vợ của nó mà chị thật sự ganh tị, vì bản thân chị không được hạnh phúc với chồng chị như vậy. Các em trai của chị rất thương vợ, rất chiều vợ, và các cô vợ đó ngược lại cũng rất thương chồng và chiều chồng và hiểu chồng rất nhiều, và thương ba mẹ chị rất nhiều. Điều này làm cho chị cảm thấy nếu như trong gia đình có một người để đánh đổi cái hạnh phúc của mình, để đổi lại những cái người kia được trọn vẹn cái hạnh phúc và niềm vui, thì chị sẵn sàng. Chị kể mà Haley thấy thương chị lắm quý vị. Chị khóc rất nhiều, chị buồn rất nhiều, và Haley cũng vậy chứ. Nhưng mà vì trách nhiệm của mình lắng nghe để Haley truyền đạt lại, thì Haley cảm ơn chị rất nhiều đã tin tưởng đến Haley để kể ra câu chuyện về cuộc đời, gia đình, cuộc sống hôn nhân của mình. Thì ở đây Haley tin chắc rằng những cái quyết định gì của chị đưa ra, Haley nghĩ là chị đủ sáng suốt để quyết định cho cuộc sống, cuộc đời của mình. Ở đây chúng ta bản thân mình mới có thể cứu lấy về cuộc đời của mình. Không ai có thể giúp mình để vượt qua tất cả nỗi đau mà mình mang. Có đôi khi như chị nói, chị không thể tin tưởng và chia sẻ cho bất cứ ai, thì đúng là như vậy. Nếu như con người ta có thể mà chia sẻ được thì nó đã không mang một cái nỗi đau. Thì hôm nay được trò chuyện thì Haley cảm ơn chị, cũng học hỏi được từ chị rất nhiều, và chị vui khi mà chị cũng được vơi đi một phần nào nỗi đau. Cảm ơn chị một lần nữa. Và video cũng đã dài, Haley xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả nha, đã luôn yêu thương và quan tâm đến kênh của gia đình Haley. Bà khóc quá trời khóc rồi. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.